À, thưa Liên Y, xin Liên Y cho biết là cái bài thuốc mình bao gồm những cái vị gì ạ? Dạ, cảm ơn chị. Cái bài thuốc chúng ta thì gồm có những cái nguyên liệu là quả mướp, chanh hoặc là tắc và quả táo, gồm có đường trắng cũng như là hoặc là đường phèn. Thì các cái dụng cụ gồm có máy xay sinh tố hoặc là cái máy ép nước trái cây, gồm có các cái thìa muỗng rồi tô, đặc biệt là có cái khăn để lọc bã cái nguyên liệu. Thì cái khăn này phải là khăn sạch. Dạ, cảm ơn Lương Y ạ. Cái vị thuốc này thì chua, ngọt và thanh, mát cho cơ thể. Xin mời Lương Y cho biết là cái cách mình làm cũng như là công dụng của cái vị thuốc này như thế nào. Cái thao tác mình cứ gọt vỏ rồi mình ép, rồi mình cho cái lượng đường vừa đủ và vắt cái nước cốt chanh vào, hòa thành một cái hỗn hợp như là sinh tố. Thì cái công dụng của cái bài thuốc từ quả mướp này là nó có cái tính là mát gan, giải độc, nhuận trường, lợi phế, nhuận phế, cho nên và đồng thời lợi tiểu, và đặc biệt nữa là nó làm thông sữa, cho nên nó chữa được các cái bệnh trong đông y. Thì nó gồm có chữa là ho, ho có đàm, viêm họng, tiểu gắt, tiểu buốt, khó tiểu, viêm bàng quang, viêm thận, rồi phụ nữ sau sanh mà bị tắc sữa, sữa không thông, hay là những cái chứng táo bón. Và đặc biệt nữa là nó mát gan, giải độc, nên nó giàu vitamin và sinh tố, cho nên là nó hỗ trợ trong mấy cái uống này, nó làm đẹp da, trị những cái bệnh như mụn, nóng trong người, và đặc biệt là chữa cái chứng táo bón. Rất là dễ làm, rất là dễ dùng, tại vì cái mướp thì thường thường quý vị biết là mình nấu canh ăn hàng ngày, nhưng mà ít có ai biết là cái công dụng tuyệt vời của nó. Quả khế như mướp 500 gram, quả khế 200 gram, thì mình cũng ép lấy nước, cho cái đường cắt cắn vô hoặc là đường phèn vô cái lượng vừa đủ, thì nó cũng có cái tính là giải độc tiêu viêm, và đồng thời trong quả khế nó cũng có nhiều vi lượng vitamin, nên nó làm mát gan, giải độc và trừ ho, nó bổ phế, những cái ho có đàm thì nó chữa, cũng như là hay là những cái loại dược thiện khác như là khổ qua, hay là củ cải trắng, hay là cần tây, hay là cái củ hành tây, hay là quả mướp mình ép với lại nước dừa xiêm, hay là với sữa bò, sữa tươi. Thì mỗi một cái nguyên liệu đi kèm chung với quả mướp nó đều có một công dụng khác nhau. Nó với cái quả mướp thì cái tính vị như vừa giới thiệu, nó là nó mát gan giải độc, thì nên nó đi kèm với các cái dược liệu thì nó làm tăng cái tính công dụng điều trị của bài thuốc lên. Thưa Lương Y, đối với cái bài thuốc từ quả mướp thì nó có những cái lưu ý như thế nào? Dạ, bị tỳ vị hư hàn, bị đi tiêu phân lỏng, phân sống nát thì không được dùng. Hay là những người có huyết áp thấp thì không được dùng, bởi vì nó mát, nó hàn mát, cho nên là mình những cái người đó dùng thì làm cái bệnh lý của người đang mắc nó nặng thêm. Xin cảm ơn Lương Y ạ. Dạ, cảm ơn chị. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích.
giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.